Hiện toàn tỉnh đã có 17 nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng, trong đó có 8 nhà phải di dời người và tài sản do sạt lở đất, 9 nhà bị ảnh hưởng sạt ta luy dương. Hơn 58 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng, một công trình trường học bị sạt lở ta luy dương làm hư hỏng 20 mét vuông tường rào. Trên tuyến tỉnh lộ 170, nhiều đoạn ngập sâu 50 cm, tắc đường. Tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, có 5 trên 14 ngầm tràn bị ngập cao, các phương tiện không đi lại được. Tại thành phố Yên Bái, có 4 điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng hơn 103 mét khối đất đá, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang khẩn trương kiểm tra mức độ ảnh hưởng, huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn.